Thành Thành, tâm địa của cô độc ác lung vậy đó. Thì ra chính cô đã khiến tôi tàn phế như vậy nè. Ác độc sao bằng anh chứ. Khi tôi đang sống yên ổn và dần quên đi quá khứ, thì bỗng đâu anh lại xuất hiện như một bóng ma, bám tôi, ám ảnh cuộc đời tôi. Anh làm cho tôi ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng hoảng hốt vì sợ hãi. Tôi cũng đã nhượng bộ anh lần này qua lần khác, nhưng anh đâu có chịu để cho tôi yên. Anh buộc tôi phải đi vào ngõ cụt, thì anh cũng đừng trách sao tôi lại dụng kế hại anh. Mày thiệt là thâm độc. Vậy vậy sao mày còn lấy vàng bạc mày chạy theo tao chứ? Vàng ư, bạc ư? Cái này mà gọi là vàng bạc sao? Anh dòm cho kỹ đi, đồ giả đó. Mày đã sắp đặt âm mưu từ trước. Mày định dụ tao lộ diện, rồi mày kêu tụi nó bắt tao hả? Con đường bà đi tiền, tao có chết tao cũng phải chết chung như mày. Cơ chi mà sao tôi lại chóng mặt như vậy chứ? Mày đã bỏ thuốc độc hại tao sao? Thuốc này cũng là của anh đưa cho tôi, đâu phải thuốc độc. Anh nói nó là thuốc mê mà. Giờ anh đã ăn cái bánh đó. Cái bánh? Nhưng mà mày cũng ăn bánh, sao lại? Anh thiệt dại hết sức. Tôi thừa biết anh không tin tôi, nên tôi đâu có thèm bỏ thuốc vô trong bánh chứ. Mày, thiệt ra thuốc mê từ móng tay của tôi, mày cũng đủ làm cho anh mê man đi rồi. Đàn ông mấy người cứng rắn bao nhiêu, chỉ cần vài giọt lụy của đàn bà rơi xuống đã mất hết lý trí đó đa. Con đàn bà đê tiện. Nếu tao là con đàn bà đê tiện, thì mày cũng chỉ là thằng đàn ông hèn hạ, khốn nạn nhất trên đời. Tao đã một lòng một dạ yêu thương mày, để rồi bị mày bán đi như bán một món hàng vậy sao? Tao căm hận mày thấu xương. Thiệt tình, tao không muốn hại mày phải chết. Vậy mà cớ chi mày lại quay về đây, buộc tao phải ra tay lần nữa chứ. Hoàng Xiên, lần này là do tự mày chuốc lấy, chứ đừng trách ai hết. Ah!
Hòa nhé, cứu Hòa với Thanh. Thanh ơi, Thanh ơi, cứu Hòa với Thanh. Hòa biết là mình có tội với em gấp trăm gấp ngàn lần, cũng đáng kiếp cứu Hòa, nhưng Hòa chưa muốn chết bây giờ. Cứu Hòa đi em, Hòa sẽ biến khỏi nơi này, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Thanh, Thanh ơi, Thanh, Thanh ơi, cứu Hòa với, cứu Hòa với Thanh, Thanh ơi. Muốn anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thì chỉ có một cách duy nhất, Thanh, Thanh ơi, là tôi nên tiễn anh về âm ti địa phủ. Đừng mà, đừng mà Thanh, Thanh. Đừng mà Thanh, Thanh. Đừng mà Thanh, Thanh ơi. Em Năm đó hả? Chứ làm gì mà sáng sớm vô kiếm chị gấp vậy? Tại hôm qua em nghe nói là chị bị đau bụng cho nên là nóng ruột. Không biết đêm qua chị ngủ có ngon không? Chị đau bụng chút đỉnh, chứ đâu có chi mà em phải quýnh quán lên vậy. Đêm qua chị ngủ được một giấc nên sáng nay đỡ đau rồi em. Chị hết đau là mừng rồi. Thôi, chị sửa soạn ăn sáng kìa. Hôm qua chị có nhờ lão Tam mua mấy cái bánh bao đúng không? Bộ hôm qua chị ăn hết rồi sao? Chị ăn có một cái rồi đậy lại để trên bàn. Nhưng hồi tối nghe ruột rẹt chỗ đó, chắc mấy con chuột vô tha đi rồi. Lóng rời á, chuột cũng lồng hành dữ hen. Nó mà ăn hết chỗ bánh bao đó chắc bể bụng chứ chẳng chơi à. Mày đã 5 lần 7 lượt bài mưu lập kế hại tao, nhưng khổ nổi tao phước lớn mạng lớn nên không chết dưới tay của mày. Mày muốn hại tao thì phải dụng kế cho thiệt là thâm độc, chứ không thì tao không tha cho cái hạng tôi đòi bày đặt lên mặt thị uy như mày đâu. Mọi chuyện đúng như định liệu của bà, ổng đã say mê con ngót tới mức ngày đêm bám riết lấy nó không rời khỏi phòng. Cái hạng người như ông ta thì chỉ có vậy thôi. Tiếp theo bà tính sẽ làm gì? Bước kế tiếp, bà kêu ông Bảo phải dụng kế làm cho ông ta sa vô con đường nghiện ngập, đặng tâm trí ngày càng mơ hồ, sức khỏe ngày càng suy sụp. Dạ, tôi sẽ làm theo lời của bà. Nhưng bà nhớ đưa thuốc đầy đủ cho ngót, và dặn nó tăng thêm lượng thuốc cho ổng dùng mỗi ngày, càng nhiều càng tốt. Dạ. Còn về tên què kia thì sao? Dẫn Mận đi gặp anh ta. Mận biết nó phải làm gì, không cần tôi phải chỉ dạy đâu. Dạ, bà yên tâm, tôi sẽ làm y như lời bà dặn. Ông Vĩnh, cánh cửa địa ngục đã mở ra rồi. Chỉ cần ông bước một chân vô thì mọi thứ sẽ khép lại sau lưng ông ngay tức khắc. Ngày đó sẽ không còn xa nữa. Lão già thất nhân ác đức kia. Chớ bà dẫn tôi đi đâu vậy? Có việc chi mà bà cứ giấu giấu giếm giếm vậy hả? Nếu bà không nói á, tôi không đi tiếp nữa đâu.
Bà nhìn đi. Cớ chi bà lại tìm được anh ta? Nhưng mà ai đã làm cho anh ta ra nông nỗi này chứ? Hắn bị bà Tư ra tay sát hại, xô xuống vực sâu. Tôi tình cờ chứng kiến được việc này, và sau đó tìm thấy hắn nằm thoi thóp bên cửa sông nơi đầu nguồn. Sẽ có lúc tôi cần tới hắn ta. Thiệt là trời giúp tôi mà. Thanh Thanh, con chốt mà mày dứt đi, lại là con mã trong tay tao đó. Tới lúc phải hạ dáng cờ với mày rồi.
Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Hả? Em Tư, có chuyện gì vậy? Chị có sao không? Không có gì. Tôi chìm bao thấy ác mộng thôi. Sao mà bước vô phòng của em Tư, chị thấy lạnh lạnh ở sống lưng chứ? Thôi, hay là qua bên phòng chị ngủ đi. Dạ không, em không sao mà. Mọi người về phòng nghỉ đi. Tùy em thôi. Vậy tụi chị không phiền em nghỉ ngơi. Vậy nghe. Chị về nghe. Gì vậy em Tư? Chuyện gì vậy em? Hở gì vậy? Vậy hả? Mấy người làm ơn đem nó ra khỏi phòng tôi mau đi. Làm ơn đi mà. Làm ơn đi. Ủa, cái này là cái gì vậy hả? À, cái này á là đồ gõ nhịp thi ca đó, của chị mà chị Tư. Em thấy nó đâu có hư đâu, mà cũng không có gãy nữa. Sao chị bỏ vậy? Đi, quăng, quăng nó ra ngoài giùm tôi đi. Thôi được rồi, để chị quăng cho. Em ngủ đi. Có gì đâu. Em nằm nghỉ đi. Cậu Hải à? Dạ thưa bà. Tôi có việc cậy cậu giúp tôi đây. Cậu lên tỉnh tới khách sạn này gặp ông, báo tin là tôi bị mệt cho nên là ảnh hưởng tới cái thai, kêu ông về gấp nghe không? Dạ. Úi, bà mệt hả? Cái thai có sao không? Tự nhiên á, tôi cảm thấy bất an cho nên mệt mỏi trong người quá. Nói thiệt với cậu, bây giờ tôi không biết tin ai nữa. Đồ ăn đồ uống ê hề, mà có dám ăn đâu. Tôi có linh tính là họ vẫn đang tìm cách hãm hại tôi và đứa con trong bụng. Mà ông thì đi riết không về. Một mình tôi ở đây tôi sợ lắm. Nhưng bà có biết là ai hại bà không? Cớ chi mà bà không nói cho bà cả chứ? Thì tôi đã nói á, là không dám tin ai hết rồi mà. Trong nhà này ngoài cậu ra, không có ai thiệt tình với tôi hết. Cậu giúp tôi nghe. Dạ. Tôi sẽ nói với mọi người á, là cậu lên tỉnh mua chút đồ cho tôi. Dạ được. Trước khi đi á, anh Đực có dặn con á, là bà sai việc gì con cũng mừng. Cảm ơn cậu. Vậy cậu đi sớm về sớm nghe. Dạ, con vô thay đồ.
rồi xong ra đón xe lên tỉnh liền. Ừ. Dạ con xin phép. Dạ, cô cho tôi hỏi, có phải ông chủ của tôi thuê phòng ở đây không? Xin hỏi ông chủ của anh là ai, tên gì? Dạ, ông chủ của tôi là ông Hội đồng Vĩnh đó đa. À, ông Vĩnh có thuê phòng ở đây. Vậy cô cho tôi gặp ổng được không? Anh tên gì? Dạ, cô cứ nói tôi là người làm công cho nhà ổng. Anh ngồi đây, chờ tôi một chút. Dạ. Mời anh. Dạ. Gì vậy? Ai đó? Dạ, tôi là nhân viên của khách sạn. Có một người nói là muốn gặp ông Vĩnh, ảnh đang chờ ở dưới sảnh. Được rồi, ông sẽ xuống liền. Dạ. Thôi, để em xuống coi có việc gì. Thưa cô, đây là người muốn gặp ông Vĩnh. Nè, anh ơi. Nè, anh ơi, anh dậy đi. Ông chủ tôi đâu? Anh có cần chi thì cứ nói với cô này nè. Cô ơi, cô ơi cô. Chứ tôi không gặp ông được sao? Ông không được khỏe. Anh muốn cái gì thì nói lại với tôi. Dạ, nhờ cô nhắn lại giùm. Bà Năm kêu ông về gấp, vì bà không khỏe cho nên ảnh hưởng tới cái thai. Chỉ vậy thôi sao? Dạ, việc này liên quan đến cái thai của bà Năm cho nên hệ trọng lắm. Nhờ cô nói ông về gấp giùm. Được rồi, tôi sẽ nhắn lại. Ngày mai ông sẽ về nhà. Dạ, cảm ơn cô. Thôi tôi về kẻo tối. Chào cô. Thank you.
Ông đi lâu quá không về, làm con nó nhớ đó. Mình khéo nó trời quá. Nó còn trong bụng mình mà biết nhớ gì chứ. Nó nhớ mình thiệt mà. Nói chứ, cả hai mẹ con em đều nhớ, đều mong mình từng ngày luôn đó. Công việc của mình trên tỉnh xong chưa? Cớ chi mình phải lưu lại trên đó lâu quá vậy? Cũng chưa đâu vô đâu. Tôi còn phải xem xét và thương lượng giá cả nữa. Nhưng mà mình đừng ở riết trên đó. Em ở nhà một mình thấy hồi hộp, bất an lung lắm. Có mình ở đây em mới thấy an tâm. Không có mình, em biết dựa vô ai chứ? Có việc gì mình cứ nói với bà cả. Tôi đã dặn kỹ rồi mà. Nhưng mà em muốn có mình nằm bên em mỗi tối, giống như vậy nè. Vậy thì em mới ngủ ngon được. Lúc này mình đang mang bầu nên tôi muốn kiêng cỡ để tốt cho mẹ và con mà. Thôi, ngủ đi. Ông đâu rồi? Đang ở ngoài sân hay lên nhà trên? Dạ, ông đi rồi bà. Đi đâu? Dạ, ông đi lên tỉnh. Ông đi hồi tờ mờ sớm kìa. Mày là đứa nào? Mày dám làm cho ông chết mê chết mệt vậy hả? Để coi mày có ngu sâu chức hiểm gì mà dám giỡn mặt với tao chứ. Tôi biết anh chết oan ức, nhưng đó là do anh tự chuốc lấy chứ đâu phải tôi. Tôi thì số mạng của anh cũng đã hết. Anh nên đầu thai kiếp khác làm người tốt, chứ đừng đi theo mà chọc ghẹo tôi nữa. Tôi hứa hàng tháng sẽ cúng vàng mã cho anh, đặng xuống dưới anh không phải chịu lạnh lẽo đói khát. Từ rày anh buông tha cho tôi, để cho tôi yên được không? Anh như vậy mà anh vẫn chưa vừa lòng sao? Anh muốn
tôi suốt đời suốt kiếp luôn hả? Không lẽ anh muốn tôi chết chung với anh thì anh mới vừa lòng hả? Dạ. Tôi hận anh, tôi thù anh. Kiếp trước tôi có nợ làm chi với anh mà kiếp này anh bắt tôi phải trả như vậy? Sống anh giày vò tôi, chết anh ôm tôi. Hoàng Si, anh có chết cũng không được đầu thai làm người. Anh phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục mới rửa sạch tội, anh biết không? Cậu Hải. Dạ, bà Năm. Bà Năm kêu tôi có chuyện chi không? Cậu nghe tôi hỏi nè. Hôm trước cậu lên tỉnh kêu ông về, cậu có thấy gì khác lạ không? Dạ, lạ chi chớ thưa bà. Cái cậu này, thì cậu lên đó có gặp ai không? Hay là chỉ gặp ông? Tôi... Cậu nói thiệt đi. Tôi nghe người ta học lại á, gặp ông trên tỉnh, đi với một cô gái nào trẻ đẹp lắm. Vậy cậu có gặp cô gái này không? Dạ có. Cậu thấy cô ta thế nào? Dạ tôi không có dòm thấy rõ mặt. Hôm đó tôi lên mà không có gặp ông hội đồng, chỉ có cô ta. Cô ta nói sẽ chuyển lời nhắn cho ông. Cái quần đê tiện. Hả? Bà nói chi? Không. Cậu Hải nè, cậu có biết là Lóng Rài ông đang bị đứa con gái đó mê hoặc không? Bà cả và mọi người trong nhà lo lắng lung lắm, nhưng có khuyên lơn cách nào ông cũng sẽ không nghe. Chỉ có một cách là phải gặp riêng con nhỏ đó, nói chuyện phải quấy, kêu nó buông tha ông. Vậy bà tính gặp rồi nói chi với cổ? Thì cứ đưa cho nó một số tiền rồi nói nó đi đi, đừng có quấy rầy ông nữa. Dạ. Tôi nghĩ không ai khác ngoài cậu phải làm việc này, vì cậu đã gặp cô ta rồi. Cậu cứ nghe theo lời tôi, lên gặp rồi đưa tiền cho nó, nói với nó y như lời tôi dặn, nghe không? Dạ. Nhưng tôi sợ mình mần hư việc, với lại tôi sợ ông hội đồng đánh nữa. Cậu đừng có lo, có bà cả và mọi người trong nhà binh vực cho cậu mà. Nè, đây là tiền đưa cho cô ta, cậu cầm tiền đi ngay, xong việc á báo lại cho tôi biết, nghe không? Dạ. Tôi đã làm phép chấn giữ bốn phía, bà yên tâm đi. Mấy lá bùa này rất là linh nghiệm, từ đây bà có thể ngủ ngon, không có ma quỷ nào quấy phá bà được. Tuy tiền lễ hơi nhiều một chút, nhưng mà những việc mà tôi làm cho bà cũng đáng giá đó đa. Thôi, xin phép bà tôi về. Dạ, cảm ơn thầy. Chào bà. Có chuyện gì mà chị Tư phải mời thầy bùa trấn yếm vậy? Lóng Rài chị thấy thần trí mệt mỏi căng thẳng nên mới nhờ thầy tới trấn áp, đặng xua đuổi bớt tà khí trong phòng. Ý, không lẽ trong phòng này có ma sao? Thiệt ra chị không sợ ma quỷ bằng sợ con người. Người hại người mới là đáng sợ, phải không em? Mà lúc Rài em cũng thích qua phòng chị quá hen. Hai chị em mình thân nhau hồi nào vậy nè?
Dạ, tại em nghe trong phòng chị có tiếng lào xào chi đó, cho nên là em ghé qua coi thử là ai. Thì ra là thầy Pháp. Chứ em nghĩ là ai. Thôi em phải về phòng đây. Em phải lo đốt trầm đặng đón ông về. Hay chị cũng đốt chút trầm cho ấm cúng hơn đi. Tự nhiên em thấy rùng mình ớn lạnh quá. Đồ cái thứ tôi đòi mà mày đặt lên mặt Thị Uy. Mày đừng có mà đắc thắng, rồi có ngày mày cũng sẽ bị rẻ rúng, bỉ bạc như tao thôi. Chào cô. Ủa, là anh sao? Anh đến tìm ông hội đồng sao? Dạ. Chắc giờ này ổng đang nghỉ ngơi. Dạ, cô cho tôi gặp cái cô hôm trước. Cô nào? À, nhân tình của ổng đó hả? Ừ, nhân tình. Hai người sống ở đây như vợ chồng mà. Thấy ổng có vẻ cưng chiều cô đó lắm. Vậy là bà Năm nói đúng quá. Anh nói gì chứ? Dạ không, cô cho tôi gặp cổ được không? Kìa, cổ về kìa. Chào cô. Hèn gì, lúc gặp tôi anh cứ dòm lơm lơm. Chớ tôi giống ai đó lắm sao? Ừ. Coi bộ anh cũng trọng người ta quá ha. Ừ, nhưng cô cũng nhìn tôi chân chân mà. Thì tại anh cứ dòm chầm chầm nên tôi sợ. Nhưng mà anh tìm tôi làm gì? Chứ không phải anh tìm ông chủ của anh sao? À, tôi có cái này đưa cô. Cái gì? Nè. Bà cả và mấy bà kêu tôi đưa cô số tiền này. Ý bà nói cô lấy tiền này đi rồi cho ông về nhà, đừng quấy rầy ông nữa. Ý là buông tha gì đó. Tôi hiểu rồi, nhưng tôi không nhận số tiền này đâu. Anh về nói với họ tôi không phải là con nít, đừng đem tiền ra mà dụ tôi. Họ tưởng tôi tham tiền sao? Mấy người đó coi thường tôi quá. Vậy cô không lấy số tiền này thiệt hả đã? Anh về đi, về nhớ chuyển lời tôi đã nhắn. Vậy tôi về. Anh về đi. Dù cô là ai, tôi cũng không muốn cô gặp chuyện không may. Sau này cô nên cẩn thận. Tôi e rằng mấy bà sẽ không để yên cho cô đâu. Chào cô. Em Năm, cớ chi mà em lại làm cái chuyện hồ đồ như vậy chứ? Rủi ông biết được có phải lớn chuyện không? Em biết mình có lỗi khi tự ý làm mà không hỏi ý chị, nhưng em cũng nhiều quá tức giận thôi chị à. Có điều em đã quá xem thường con nhỏ này. Em nghĩ chỉ cần có chút tiền là có thể đuổi nó đi, không để cho nó bám theo ông nữa. Chứ ai về. Em Năm, lóng rại tự cho mình có quyền nhất nhà hay sao chứ? Em muốn sắp xếp hết mọi việc mà không cần hỏi ý kiến ai hết phải không? Đã vậy còn mượn danh chị cả đặng cho con nhỏ đó nhục mạ khinh khi. Em đâu có ngờ là nó lớn gan dữ vậy chứ. Cái con đó là hạng người gì chứ? Biết là chị cả mà còn dám vô lễ, đúng là nó muốn bỉ mặt chị em mình rồi đó Đa. Hãy
Má. Má à. Má. Má có sao không? Chứ má đang suy nghĩ tới việc chi hả? Không có gì đâu con. Rảnh rỗi về thăm nhà, con nên quan tâm chăm sóc rồi trò chuyện với vợ con nhiều nghe không con? Còn vậy mà không còn bao lâu nữa nó sắp sanh rồi đó con. Má à, y như má giấu con chuyện gì phải không? Má đã nói là không có chuyện gì rồi mà, cớ chi mà cứ theo hỏi miết hoài vậy? Việc mà làm cho má con phải lo nghĩ không gì khác hơn ngoài việc của ba con đó đa. Ủa, ba con sao má hai? Thì ba con đang say mê một con nhỏ đáng tuổi con cháu, đến nỗi lóng này ông bỏ bê hết công việc mần ăn dưới này ở riết trên tỉnh. Bữa hổm ông tạt về nhà thăm má năm con một chút rồi lại vội vội vàng vàng ra đi. Làm như con nhỏ đó giận hờn hay sao á chứ. Có chuyện vậy sao má? Nhưng má con cũng biết tánh ba con nào giờ như vậy mà, cớ chi má lại lo lắng bất an như vậy chứ? Má nghe người ta nói con nhỏ đó là con của một ông thương gia lắm bạc nhiều tiền, nhưng nói nào ngay, biết đâu chừng tụi nó lại là phường lừa đảo gian manh đang lập mưu tính kế dụ ba con vô trồng, đặng dễ bề gạt tiền gạt của. Nhưng mà má hai, con không tin đâu. Con không tin ba lại mê muội đến mất hết cả lý trí như vậy. Lúc đầu má cũng nghĩ như con, nhưng mới đây má năm con mượn tiếng má con sai người kêu con nhỏ đó ra, đặng cho nó một số tiền mà buông tha cho ba con. Nhưng nó chẳng những không thèm lấy tiền mà còn buông lời xúc phạm đến má con đó đa. Coi bộ con nhỏ đó cũng lớn gan quá chứ. Thì đó, cái hạng người này thiệt không phải tầm thường. Nó muốn làm gì thì mượt kệ nó, nhưng nó dám vô lễ với chị cả thì đúng là làm bỉ mặt cả nhà này. Việc này có nói với ba con thì chắc cũng như không à. Má hai nghĩ con nên ra mặt cho má con đặng lấy lại sĩ diện. Dạ, thưa má hai, con biết phải làm gì rồi. Chào cô. Chào anh. Làm phiền cô cho tôi gặp ông Hội đồng Vĩnh đang lưu trú ở đây. Cô cứ nói là có con trai của ông tới tìm. Dạ, ông Hội đồng đang xuống à. Cảm ơn cô. Dạ. Cái chuyện đàn bà nói vô nói ra, cớ chi còn lại tin chứ? Con rảnh rỗi không có chuyện gì làm hay sao? Dạ, tại con thấy má con không vui nên con muốn hỏi cho ra lẽ. Chứ việc riêng tư của ba con nào dám can thiệp. Nhưng ba cũng đừng để cô ta xúc phạm đến má con. Được rồi, ba sẽ hỏi lại chuyện này cho rõ ràng. Nhưng con nghĩ coi, không có lửa thì làm sao có khói chứ. Nếu má con không tự dưng ném tiền vô mặt người ta thì liệu họ có buông lời xúc phạm tới má con không? Ba, nhưng mà ba cũng nên... Con đi về đi. Con nên lo chuyện quốc gia đại sự, chứ đừng có dính dáng đến mấy chuyện này nữa nghe không? Ông ơi, em sửa soạn xong rồi nè, mình đi ăn ở đâu đây? Dạ. Đây là con trai của Hoa, Thiên Tân. Chào ông.
Tân, Thiên Tân. Dạ, dạ ba. Nè, làm gì mà ngây người ra vậy? Phép lịch sự con để đâu rồi hư? Dạ, chào cô. Đây chắc là cô Quỳnh Liên. Hân hạnh được biết cô. Dạ thưa ông, có người vừa gọi điện thoại tới tìm ông. Vậy hả? Họ có xưng tên gì không? Dạ, nghe họ xưng là ông Hương Cả nào đó. Được, cô biểu họ chờ tôi một chút. Dạ. Em đứng ở đây đợi qua nghe. Dạ. Thiên Tân, con về đi. Nhớ là bà nói khi nãy nghe chưa? Dạ. Dạ mời ông. Ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói. Ra ngoài đi. Quỳnh Liên. À không, tôi phải gọi cô bằng Sen mới đúng chứ. Thiệt tình là cô khác trước lung quá. Cô không còn là cô Sen đầu đường xó chợ mà tôi đã từng biết. Cô lại có một cái tên quá đẹp. Quỳnh Liên. Cô mà là con của thương gia sao? Thiệt là nực cười. Cô nói đi, cô đang lập mưu bày kế gì đây? Cô bày đặt thay đổi danh phận để làm gì? Có phải cô tính dụ dỗ rồi quyến ba tôi không hả? Kìa, cậu làm gì mà nóng nảy dữ vậy? Để từ từ rồi tôi kể cho cậu nghe rõ đầu đuôi. Được, vậy thì tôi hỏi cô, cớ chi cô bỏ đi mà không nói một tiếng nào, rồi bây giờ lại trở thành một Quỳnh Liên sang trọng? Con gái cưng của một thương gia giàu có chứ. Nè, cô đang bày kế đặng gài bẫy cha con tôi đúng không? Nếu cô không phân tỏ cho rõ ràng thì đừng hòng tôi để yên cho cô. Hạng người như cô mà muốn qua mặt cha con tôi sao? Vậy anh có cần nói cho ông Vĩnh biết trước đây anh đã từng tằng tiệu với tôi không? À, hay là để tôi nói cho thiên hạ biết, hai cha con anh đã ăn chung một mâm, ngủ chung một giường với một đứa con gái nghe. Anh làm cái gì vậy? À, xin lỗi, tôi đang có chuyện gấp. Một lát nữa tôi sẽ gọi lại sau. Dạ dạ. Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Hả? Cô tính làm trò gì nữa? Hả? Cô Thiên Tân, buông tay cô ấy ra. Con làm cái giống gì vậy hả? Ba à, cô ta. Bà đại biểu con đi về, cớ chứ con không chịu dâng lời. Người ta là phận đàn bà yếu ớt mà con ra tay hành hung như vậy, con có đáng mặt đàn ông không hả? Việc chi cũng phải từ từ. Bà đã nói là sẽ hỏi lại cổ, con nôn nóng làm gì chứ? Ba, chuyện này không phải như ba nghĩ đâu. Việc này... Việc này là sao? Thiệt, con khó mở lời lắm ba. Nhưng thiệt tình là con không tin cô ta. Ba, ba nên dè chừng hạ người này. Cổ không phải là người đương hoàng đâu ba. Mày càng nói càng hồ đồ đó đa. Không được xúc phạm tới cổ. Đi về đi. Ba,
Thôi được, con về. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Liễu Hồng đó, nè, em có sao không? Cái thằng Thiết là bậy. À, thôi, đi vô. Rồi, qua đây ngồi xuống, nghe. Rồi, không, cho qua xin lỗi nghe.
là để cái chuyện động trời xảy ra trong cái nhà này vậy hả? Thật là đáng hổ thẹn mà. Chánh quyền họ đã biết thì con muốn giấu cũng không được rồi. Bà cả, bà trả lời tôi đi chứ. Tôi đâu có ngờ em Tư nó lại giấu nhân tình ở trong phòng. Tới khi nghe ồn ào, tôi chạy vô thì thấy xác chết máu me tùm lum. Lúc đó chị cả xỉu nên mọi người dìu chỉ về phòng. Tôi sợ quá, tâm trí bấn loạn, không biết tính sao, nên đành phải kêu thằng Hải báo lính tới. Bà bao giờ cũng làm cho mọi chuyện rối tung lên. Chứ tôi biết phải làm sao bây giờ. Mình thì không có ở nhà, Thiên Tân thì cũng không có. Tự nhiên trong nhà lại xuất hiện một cái xác chết. Hỏi sao tôi không hoảng sợ chứ. Im đi, bà chỉ được cái rắc rối. Mình à, sau khi em Tư bị lính bắt giải đi, em đã lén đút lót tiền bạc cho quan trên, đặng họ giam em Tư riêng ra một chỗ, tránh sự tò mò của thiên hạ và báo giới. Hơn nữa, quan biện lý cũng đã hứa là sẽ để ý đến việc của em Tư, và nói là sẽ chờ mình về rồi quan mới gửi giấy cho quan tòa ở trên tỉnh. Phải, mình làm vậy là trúng ý tôi lắm. Nhưng có chuyện gì thì mình cứ nói ra đi. Dạ, có lẽ em Tư quá hoảng sợ nên rối loạn tâm trí. Từ khi xảy ra chuyện đến nay, em Tư cứ nói năng lảm nhảm và sợ sệt đủ thứ. Vậy mình tính sao? Em tính thưa với mình, nói với Dr. Tú là chỗ quen biết với nhà mình, ghi vào tờ giấy khám bệnh, nói em Tư bị bệnh tâm thần, đặng đỡ bớt tội. Sau đó rồi mình tìm cách đưa em Tư đi chữa trị. Ê, làm vậy sao được em ba? Làm vậy có khác chi mình qua mặt chánh quyền sở tại, rồi nói cho thiên hạ biết em Tư bị bệnh tâm thần chứ. Còn gì là danh dự của gia đình? Vậy theo bà thì phải làm sao? Tôi không biết. Không biết thì câm miệng lại. Em ba tính như vậy tôi thấy nhất thời cũng cứu được em Tư khỏi dòng lao lý. Rồi sau đó từ từ mình tính tiếp nghe. Em ba thiệt là người nhìn xa trong rộng đó đa. Nếu không lo trước thì cái tội giết người, không lưu đài khổ sai, cũng tù một gông đó chứ. Chị hai à, cùng là chị em với nhau nên em mới suy nghĩ tính sao cho vẹn đôi bề. Với lại nếu cái tin có người đàn ông chết trong phòng em Tư lan ra ngoài thì không chỉ em Tư mà cả gia đình mình cũng khó tránh khỏi thị phi, phải không chị? Mình à, em cũng tính thưa với mình, sau khi em Tư thoát được án này, mình nên tìm cách đưa em Tư về nhà chữa trị, tốt hơn là để ở trong bệnh viện đó mình. Mình thấy sao hả mình? À, mình tính vậy cũng phải lắm. Bà cả. Dạ. Bà nên học hỏi cái tài quán xuyến sắp xếp của Lệ Hằng đi. Nhớ căn dặn người ăn kẻ ở trong nhà, không được thài la nhiều chuyện. Tôi mà nghe được những chuyện không hay thì sẽ trừng phạt thẳng tay đó, nghe chưa? Dạ. Chà chả, xảy ra chuyện rồi mới thấy ai giỏi ai tài. Đứng giữa nhà sắp xếp đâu ra đó, y như là biết trước mọi chuyện vậy chứ. Nói không chừng sau này chị cả mất luôn chỗ đứng trong nhà này đó đa. Con nên đứng ra thu xếp mọi việc cho ổn thỏa theo ý ba, nghe không? Nhớ làm nhanh gọn, chứ đừng để mọi việc quá trễ thì sẽ không còn cứu vãn được à. Dạ, con sẽ làm ngay. Ba yên tâm đi. Ba à, con nghĩ việc này cũng không khó lắm đâu ba. Con đừng có sợ tốn kém, bao nhiêu bà cũng phải bỏ ra. Tụi nó chỉ mong nhà mình có chuyện, đặng moi móc thôi chứ chi. Dạ con biết rồi. À, ba à, con nói thêm với ba một chuyện được không? Nếu không phải chuyện trước mắt của má Tư thì ba không muốn nghe. Ba à, con thấy cô Quỳnh Liên không phải là gái hiền lành chân chất đâu. Con e sau lưng cổ có một âm mưu
hay là một cái bẫy chi đó. Ba, ba nên về chừng cổ nha ba. Nói như vậy y như là con đã biết gì về cổ hả? Dạ. Đâu có ba. Tại vì con thấy lo lo. Ba, con sẽ điều tra việc này đặng coi cổ thiệt lòng hay giả dối. Trước mắt á, ba nên tránh giáp mặt với cổ, chớ con sợ cổ sẽ lợi dụng ba rồi xảy ra hậu quả khó lường đó đa. Con càng nói càng hồ đồ. Con làm như biết rõ mọi chuyện về Quỳnh Liên lắm hả? Hay là trước đây con đã từng quen biết với cổ hả? Dạ đâu có đâu ba, tại con chỉ thấy nghi ngờ vậy thôi. Đừng có nhiều chuyện nữa, con lo dàn xếp chuyện má Tư về nhà trước đi. Ba. Mày nhanh chân đi tìm tụi nó và biểu ra tay liền nghe không? Tao muốn cho con nọ biến khỏi nơi này mà không ai tìm ra được. Nếu ông quay lên trên đó thì coi như hỏng hết việc đó đa. Dạ. Đi ngay đi. Làm xong nhớ báo cho tao biết kết quả liền nghe không? Dạ. Dạ thưa ông. Mình nhờ con Mùi làm việc gì mà dặn dò kỹ vậy chứ? À, có gì đâu mình. Em nhờ nó mua thuốc đặng trị bệnh cho con chó nhà mình. Tự nhiên lóng rài nó bị xà mau, ghẻ lở tùm lum hết, cho nên là phải mua thuốc sức. Nghe nói mình không được khỏe hả? Mình thấy trong người sao rồi? Thì cái thai nó hành em mà, lúc này lúc khác giống như giả đò vậy đó. Giờ thì em thấy khỏe lại rồi. Tự nhiên dạo này nhà mình xảy ra nhiều chuyện, làm tôi nhức đầu quá. Vậy chuyện chị Tư mình định liệu làm sao? Tôi đã thu xếp đâu vô đó rồi. Phải chi có mình ở nhà thì chắc không xảy ra chuyện. Không có tôi, nhưng có Lệ Hằng thì mọi việc cũng được giải quyết êm xuôi. Phải chi ai cũng được như Lệ Hằng thì đỡ biết mấy. Tánh tình của chị ba điềm đạm, giỏi giang, cho nên việc chi chị cũng biết tính toán, thu xếp êm thấm hết trơn. Thôi mình ngủ đi, đêm nay tôi qua phòng Lệ Hằng ngủ. Con Mùi đã đi chưa? Dạ, nó đang chờ coi ý của bà ra sao rồi nó lên tỉnh ngay. Con Mận đúng là nhẫn tâm, nó ra tay mà không nể mặt ông. Nhưng có một người có thể phá vụ này mà không cần tới bà can thiệp đâu bà Phương. Ý bà muốn nói tới ai? Thằng Hải. Dạ tôi hiểu ý bà. Vậy còn chần chờ gì nữa, bà mau theo gót con Mùi mà dặn dò nó đi. Dạ. Đừng để trễ quá mà rối ren mọi việc nghe không? Dạ tôi đi ngay. Chuyện gì mà bà Phương có vẻ gấp gáp luôn vậy? Dạ, em kêu bà Phương đem tiền đi mua chuột lính canh giam giữ em Tư, đặng có gì hàng ngày họ còn báo tin cho mình. Như vậy mình sẽ biết trước mọi việc đặng mà tính nữa chứ. Mình thật là chu đáo. Mọi chuyện trong nhà này chắc phải nhờ mình dòm trước ngó sau đâu đa. Dạ, đó là bổn phận của em mà. Mai tôi lại lên tỉnh, đêm nay tôi ngủ lại đây nghe không? Dạ, để em kêu tụi nhỏ dọn cơm cho mình ăn, đặng mình nghỉ ngơi sớm.
Bây giờ tôi phải đi riết lên đó chứ gì? Đúng rồi. Vì nếu không ra tay mau lẹ, rủi ngày mai ông lên là hỏng hết mọi việc. Vậy tôi đi liền nghe. Ừ, được rồi. Nhưng mày tính nhờ ai làm chuyện đó? Bà lo gì chứ, có tiền thì sai khiến được thôi. Ừ, nè, bà năm dặn mạng sao? Mày nói lại tao nghe thử. Bà biểu tôi phải thủ tiêu con nhỏ đó trước khi ông quay lại. Thôi mày đi đi, kẻo bị nghi. Rồi bà năm có dặn gì thêm, tao sẽ nói lại cho mày biết. Đi đi. Được rồi. Chuyện gì? Cô Quỳnh Liên có người gửi cho cô lá thơ này. Ừ, cảm ơn em. Dạ, không có gì. Có chuyện gấp, cô tới chỗ hẹn gặp tôi ngay lập tức. Có người nhờ tao thủ tiêu mày. Thủ tiêu tôi? Người đó là ai? Mày biết làm chi cho mệt? Mày chết cho thanh thản đi. Chắc nó không có được theo đâu. Cô có sao không? Mai mốt đi đâu phải cẩn thận chứ. Tôi mà tới không kịp là cô mất mạng rồi đó. Cái trán của anh. Trán tôi sao? Máu chảy nhiều lắm. Anh Hải. Anh Hải ơi, anh tỉnh dậy đi anh Hải. Anh đừng chết mà anh Hải ơi. Anh đừng chết mà anh Hải. Anh tỉnh dậy đi anh Hải ơi. Cứu tôi với, có ai không? Có ai không? Anh tỉnh dậy rồi à? Ủa, tôi đang ở đâu đây? Cái cô đi cùng với tôi đâu? Cổ đưa anh đến đây, dặn dò chăm sóc cho anh, rồi cổ đi liền. Dạ. Anh đang bị thương đó, anh nằm nghỉ chút đi. Bà biểu tôi phải thủ tiêu con nhỏ đó trước khi ông quay lại. Anh ơi, anh ơi.
Cô làm tôi thất vọng lung quá nghe Thanh Thanh. Tôi cứ tưởng với tài diễn xuất của cô, tôi sẽ lợi dụng đạn triệt luôn con Mận. Nhưng không ngờ cô đã bị nó hại ra nông nổi này. Mọi chuyện kết thúc sớm quá. Nói nào ngay, bây giờ cô sống có khác chi đã chết chứ. Thôi được, trên bàn cờ mất đi một đối thủ thì sẽ nhìn rõ kẻ thù hơn. Cô nghỉ ngơi đi nghe không? Cái thằng Hải nó mắc chứng gì vậy chứ? Coi bộ nó mê con nhỏ đó, cho nên lao đầu vào chỗ chết đi mà. Được, mày muốn chết thì tao cho mày chết. Vậy bây giờ con nhỏ đó bà liệu làm sao? Không lẽ bà để yên cho nó đã? Ông sắp lên với nó rồi, khó mà có cơ hội ra tay. À, có chuyện này con nghe người ta học lại. Hình như con nhỏ đó trước đây có thời gian qua lại với cậu hai. Nghe nói hai người từng thuê nhà sống chung. Thiệt sao? Mày nghe tin này ở đâu? Con vô tình gặp được bà chủ cho cậu hai với nó thuê nhà. Con này cũng tham lam lung quá. Nó thấy nhà ông hội đồng lắm bạc nhiều tiền, cho nên tìm cách lọt vô cho sướng tấm thân đi mà. Coi bộ nó chê cậu ấm không đủ quyền hành, cho nên mới nhắm tới ông cha, đặng mưu cầu danh lợi đó đa. Xui cho mày, nước cờ này ngày xưa ta cũng đã từng tính, mày đừng hòng mà đạt được mục đích. Vậy bây giờ bà tính mừng chi? Tao sẽ cho hai cha con đụng độ và lật bộ mặt thật của con đờn bà trắc nết này. Đồ lăng loàn. Vậy theo như bà nói, người ra tay sát hại tôi là bà Năm sao? Đúng vậy. Bà hại cô vì bà không muốn bất kỳ ai mon men đến gần ông hội đồng. Cô là một mối họa mà bà phải ngăn chặn sớm. Tôi mặc kệ bà nghĩ gì, việc tôi muốn là phải chứng kiến ông ta chết trước mặt tôi. Nếu kéo dài, tôi e là không giữ được lời hứa với bà đâu. Cô đừng nóng. Giết ông ta chết thì đâu có khó gì chứ. Làm sao để cho ông sống mà không bằng chết thì mới hả dạ. Lần nào bà cũng nói câu đó, tôi nghe mệt luôn rồi. Tôi đã làm theo lời bà, nhưng càng ngày càng thấy như đang mắc vô cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Bà thử nghĩ coi, ngày nào tôi cũng phải cười cợt, mơn trớn, vuốt ve kẻ thù. Nếu là bà có làm được không? Những gì cô chịu đựng trong thời gian qua đã sắp kết thúc rồi. Cô sẽ được chứng kiến cái ngày mà ông ta sẽ chết thê thảm dưới tay của cô. Chừng nào chứ? Bây giờ cô hãy làm theo lời tôi dặn dò. Đây cũng là đòn hiểm ác cuối cùng hạ gục kẻ thù của cô. Bằng cách nào? Bà nói ngay đi. Trước tiên cô hãy gặp Thiên Tân, đừng né tránh hắn nữa. Tôi không gặp. Tôi không muốn giáp mặt với tên cậu ấm xấu xa đó. Không những giáp mặt mà cô còn phải tỏ ra âu yếm yêu thương hắn nữa. Mọi việc còn lại tôi sẽ sắp xếp. Nhưng tôi... Cô ráng lên đi, một chút nữa thôi, vở tuồng này sắp hạ màn rồi. Ông ơi, ông để quên nè. Qua đi nghe. Em vô đi.
cô Sen. À không, tôi phải gọi cô là Quỳnh Liên. Nè, cô còn tên nào khác nữa không? Cô định né tránh tôi tới chừng nào nữa hả? Cô quá coi thường Thiên Tân này rồi. Tôi nói thiệt cho cô biết, một khi tôi đã muốn thì không ai có thể ngăn cản được. Cho dù cô ỷ có ba tôi che chở, nhưng tôi nhất quyết không để cho cô yên đâu. Hôm nay mọi chuyện phải dứt dạng và không được tái diễn nữa. Đây, số bạc này đủ để cho cô không sống lo lắng một thời gian. Và trong đây có một vé tàu đi Trung Kỳ, cô nên ra đó mà sanh sống và tránh xa ba tôi ra. Tóm lại, cô đi càng xa càng tốt. Tôi nhắc cho cô nhớ, tôi không muốn cô xuất hiện xung quanh cha con tôi nữa. Cô đi đi. Nè, nếu cô không dừng lời, tôi sẽ không lịch sự với cô đâu. Anh có biết cái quý giá nhất của người con gái là gì không? Đó là trinh tiết. Vì nó, người ta có thể tự giận nếu như bị cưỡng đoạt. Trinh tiết của người con gái chỉ dành cho người mà họ cảm thấy xứng đáng, người mà họ sẽ trao thân gửi phận cho cả cuộc đời mình. Khi anh cứu tôi mang ơn và thương anh thiệt tình, cho nên tôi mới không ngần ngại trao cái quý giá nhất cuộc đời mình cho anh. Nhưng còn anh thì sao chứ? Anh chỉ xem tôi như một trò chơi, một chốn dừng chân của khách qua đường. Anh biết không, sau khi anh bỏ đi, tôi bị ba nuôi mắng nhiếc đủ điều. Tôi đau đớn, tôi phật, giận bản thân mình tại sao dễ dàng tin anh như vậy. Tôi phó mặc cuộc đời xô đẩy mình vô vòng tay của ông hội đồng. Anh tưởng là tôi muốn mình trở thành cuộc mua vui cho đời ông lắm sao? Khi tôi biết được anh và ông hội đồng là cha con ruột, tôi đã nghĩ tới cái chết. Tôi trốn tránh anh là bởi vì tôi không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa. Anh có biết không? Phải nhờ danh sủ tiếng như vậy. Cớ gì anh giang tay cứu vớt em ra khỏi vũng bùn, rồi lại xô em trở vô, cho tấm thân này thêm nhơ nhút bẩn thỉu chứ? Nếu anh không thương em nữa thì anh hãy giết chết em đi.
Em không muốn sống nữa đâu. Sao mà bị người ta sỉ nhục như vậy thì em sống làm chi chứ? Nè, em tính làm gì vậy? Không, 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 không. Em không được làm vậy. Em không được làm vậy. Tôi thương em thiệt mà. Em phải làm của tôi. Em phải thuộc về tôi. Anh buông tay tôi ra. Anh đừng làm như vậy mà. Không. Anh buông tôi ra. Mà anh sẽ khiến tôi chết. Anh đừng làm như vậy mà. Nếu mà anh thấy được tôi sẽ chết. Buông tôi ra đi mà. Buông tôi ra. Buông tôi ra đi. Mất dậy. Đang làm gì vậy hả? Bà. Con cút đi. Bà. Ra khỏi đây mau. Bà. Đừng để tao thẳng mặt mày nữa nghe chưa. Bà. Con. Bà ăn đi cho con nhờ. Bà không ăn, con bị rầy đó. Bà ăn đi bà. Bà, con năn nỉ bà mà. Bà ăn đi. Bà ăn giùm con đi bà. Không ăn, không. Bà ăn chút đi. Bà ăn chút xíu đi bà. Sao vậy? Thức ăn lạc vậy á, sao ăn được? Phải thêm chút gia vị vô chứ. Con thấy vừa ăn mà bà. Tao nói lạc là lạc. Dám cãi tao sao? Phải thêm gia vị vô á thì mới ngon. Chị nè, chị ăn đi. Ăn đi chị. Ăn đi á, rồi em dẫn chị đi chơi nè. Ha, ngoan ha. Nè. Chị ăn một muỗng này á, rồi em sẽ dẫn chị đi chơi nè. Ha, ngoan đi. Giỏi thiệt ha. Tôi nhớ chuyện Tàu có tôn tận giả điên ăn phân đằng qua mắt bà Nguyên. Hôm nay con mận này trộn sâu vào cơm để thử chị, vậy mà chị cũng dám ăn sao? Tôi thiệt không dám tin là có ngày chị thê thảm như vậy. Sợ sệt như vậy sao? Bình thường mày lên mặt thị uy lung lắm mà. Mày á thì biết sợ ai ở con đào hát kia. Tao đã từng nể trọng cho mày là thông minh và lắm mưu nhiều chứ. Nhưng có lẽ mày không gặp thôi, cho nên ông trời mới dung rủi cho mày gặp tao. Vậy là mày không may rồi phải không? Hả?
sao vậy? Chuyện gì vậy em? Chị Tư, chị không ăn thì thôi, sao lại hất tô canh xuống đất chứ? Em Năm, tay em bị phỏng kìa. Chị Tư, chị. Chị hiểu rồi, để tụi nhỏ nó dọn dẹp cho. Em đi lo cái tay đi, nó đỏ lên hết rồi kìa. Dạ. Ba, con có chuyện muốn nói rõ với ba. Tao không có chuyện gì để nói với mày. Ba, ba nghe con đi, mọi việc không như ba nghĩ đâu. Tao tưởng mày không còn dám xuất hiện trước mặt tao chứ. Ba, ba không nên nghe lời con nhỏ đó mà giận con. Nó là hạng đàn bà chỉ biết tiền. Nó làm cho ba mê đắm, chỉ vì muốn có tiền của ba thôi. Hạng người đó ở ngoài đường thiếu gì chứ. Cớ chi cha con mình phải bất hòa vì nó. Mày khéo nói lắm. Vậy sao mày không ra đường mà tìm mà kiếm? Mắc gì mày dễ vô làm gì? Có phải mày muốn bị mặt tao không? Ba, chuyện gì mà hai cha con lại gây gổ to tiếng với nhau ngoài này vậy? Vô nhà đi ông. Bà hỏi nó thì biết. Ba, con chỉ muốn phân tỏ đầu đuôi cho ba hiểu. Nhưng hình như ba đã bị con đàn bà đó chăn bù mê thuốc lú, nên ba không biết phải quấy gì nữa. Tân, sao con dám ăn nói hỗn xược với ba con như vậy chứ? Bà thấy chưa, nó bây giờ có xem người trước mặt là cha của nó không? Nếu nó biết luân thường đạo lý thì nó đâu làm chuyện loạn luân đồi bại như vậy. Ông nói cái gì mà loạn luân đồi bại? Hai người nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được không? Ba thiệt là ba làm con thất vọng lung lắm. Cớ gì ba không bình tĩnh suy xét mọi việc mà lại đổ hết tội cho con chứ? Con đã thưa với ba nhiều lần rồi, cô gái đó không phải là người đường hoàng chân chất đâu ba hả? Cứ cho là cổ không đường hoàng, nhưng còn mày thì sao? Mày có đường hoàng không? Khi mày tính giở trò với cổ, mặc dù mày biết đó là người của tao hả? Trời ơi, hai cha con có thôi đi không vậy? Chưa đủ mang nhục hay sao mà còn ở đây sẵn sớm như vậy chứ? Chị cả, chị đang rầu về chuyện của Thanh Thanh hay chuyện của ông với thằng Tân? Cớ chi lóng ra hiện trong nhà lại xảy ra những chuyện không hay, làm chị thấy bất an trong lòng quá. Em hai, hình như gia đình mình đang gặp vận xui phải không em? Tự nhiên cùng một lúc dồn dập đủ thứ chuyện. Chị à, chuyện của Thanh Thanh là do cổ tự chuốc lấy, còn chuyện của ông với thằng Tân bất hòa là do đứa con gái chi đó tên Sen mà ra. Nghĩ lại em thấy em Năm ra tay cũng hổng thừa. Con nhỏ đó coi bộ cũng mưu mô xảo quyệt lung lắm, nó còn muốn nhiều thứ hơn mình tưởng. Ý của em là nào giờ chưa thấy ông lớn tiếng cãi giả với thằng Tân như vậy? Việc này chắc chắn là tại ông nghe lời con nhỏ đó.
chị cả nè. Cớ chi ông lại tin con nọ lung vậy chứ? Chắc là phải có căn do chi đó. Em sợ đây là mưu kế của nó đó đa. Chị phải dè chừng nghe chị. Lửa mà không lo chặn từ xa, e rằng sẽ cháy nhà lúc nào hỏng hay. Không biết đâu chừng sắp tới đây nó còn xúi giục ông làm nhiều chuyện động trời nữa kìa. Em nói rõ hơn được không? Thì rủi nó đòi danh chánh ngôn thuận bước vô cái nhà này, hay tìm cách chiếm đoạt hết gia sản thì sao chứ? Em hai à, em có đa nghi quá không vậy? Cũng chưa biết mặt mũi tính nết người ta ra sao mà. Việc này là do em suy đoán thôi. Chị cứ hay tin người, chờ tới lúc nó về đây thì mọi chuyện đã trở tay không kịp rồi. Ngẫm nghĩ lại thì rõ ràng con nhỏ này không phải vì muốn ăn sung mặc sướng mà rùa quấn ông. Nó ghê gớm hơn chị tưởng nó đa. Nếu mình không ra tay thì không chừng có ngày nó chỉ cần nói với ông một tiếng là tụi mình bị đuổi hết ra đường. Thôi em đừng nói nữa, chị không muốn nghe đâu. Có phải mình đang buồn vì chuyện gây gỗ với ba không? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy lời của má hai nói rất có lý. Má hai nói gì hả mình? Ba lóng rài thay đổi tâm tánh quá. Hình như ba không còn biết phân biệt phải quấy nữa rồi. Nhất nhất mọi chuyện ba đều nghe theo lời con nhỏ đó. Mình nói cô sen gì đó hả? Nhưng mà giữa mình và cổ cũng đã từng qua lại thân thiết mà phải không? Nè, mình đừng có nói xàm, làm gì có chuyện đó chứ. Tự nhiên đang nói chuyện này lại xỏ qua chuyện kia. Lo ngủ sớm đi. Không được, không thể để mọi chuyện quá trễ tới mức không cứu vãn kịp. Mình phải ra tay trước mới được. Mình đi đâu giờ này vậy mình? Tôi đi qua nhà ông cai tổng có chút chuyện. Mình ngủ trước đi. Phải nói chuyện này cho má ba nghe mới được. May ra má ba có thể can thiệp kịp thời để không gây thêm chuyện phiền phức.